Bài tiếp theo có kinh pháp cú, đó là phẩm thứ ba trong pháp kinh pháp cú, là phẩm tâm. Thì nói về các nói tâm pháp cú câu thứ 33. Tâm họ hốt dao động, có hốt chỉ, có nhiếp, người chỉ làm tâm thẳng như thực tên là tên. Thì đây để tâm là cái gì? Tâm thì trên đời người ta có rất là nhiều cái quan niệm khác nhau về cái tâm, mà ai sinh ra thì cũng có tâm, nhưng mà không phải ai cũng hiểu và đúng về cái tâm. Vì cái tâm nó rất là vi tế, nó rất là sâu sắc, nó rất là khó hiểu. Chính vì không hiểu được tâm cho nên người ta không làm chủ được cái tâm. Vì không làm chủ được cái tâm cho nên là cái tâm nó giống như là một cái sự mà mình không có điều khiển được nó. Ở trên đời mình bị mất tự chủ với cái tâm, thì lúc đấy cái tâm nó sẽ sinh ra nhiều cái thứ bất, hay là nó làm rất là nhiều những cái điều tệ hại. Còn nếu như người nào mà có một chút hiểu biết về tâm, hay là người nào biết cách điều khiển tâm hay là làm chủ tâm, thì cái người đấy sẽ sử dụng được cái tâm vào rất là nhiều những cái việc có lợi ích. Còn nếu như mà mình cái tâm nó là một cái tài sản của mình, nếu như mà mình đã biết sử dụng nó thì mình có thể tạo ra được rất là nhiều những cái điều quý báu. Còn nếu như mà mình sử dụng nó không khéo thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái tai hại ở trên đời. Vậy bây giờ mình có thể thấy ở trên cuộc đời này, tất cả những chúng sinh mà có tâm, mình sẽ thấy rất là nhiều, rất là đa dạng. Tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra ở cái nhân loại này, ở cái loài người này, là những chúng sinh có tâm. Nhưng mà mỗi một người sẽ có những cái tâm lý khác nhau, những cái tính cách khác nhau. Như vậy thì tâm nó cũng rất là phong phú, nó rất là đa dạng. Hay là những cái chúng sinh khác, những cái chúng sinh thấp kém hơn như là các cái loài súc sinh, đó cũng là những cái loài có tâm. Nhưng mà cái tâm của nó lại khác với tâm của con người. Và giữa những loài người với nhau thì cái trạng thái tâm cũng khác nhau. Vậy thì tâm nó là cái gì mà nó không giống như là những cái gì bằng vật chất thì mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vì nó có hình dáng, có màu sắc. Còn cái tâm thì nó lại không có màu, không có hình dáng, không có màu sắc, cho nên người ta có thể thấy nhau thì có thể thấy bằng cái vật chất, bằng cái sắc tướng ở bên ngoài, mà người ta không thấy được cái tâm ở bên trong. Cho nên là một người này luôn có nhiều cái suy nghĩ về người kia, người này luôn có cái sự đánh giá rất là đa dạng về một người khác, về một chúng sinh khác. Ví dụ có người này nói là cái người đấy là một cái người có tâm rất tốt, có thể cũng sẽ đánh giá người đó là một cái người có tâm rất xấu. Nhưng có những người nói là người này là người rất hiền, có những người nói là người này là người rất hung dữ. Đấy là mình chỉ đánh giá như thế, nhưng mà mình có thể thấy được bản chất thật sự của người ta. Thì cái tâm nó là một cái, nó là một cái gì mà khi mà ở trên đời thì mỗi người sẽ có một cái nhận định về tâm. Thì trên đời sẽ có nhiều người có cái sự nhận định về tâm khác nhau. Có người thì nói rằng là cái trạng thái vui buồn đấy là tâm, nhưng mà cũng có người nói là những cái tư tưởng, những cái tư tưởng suy nghĩ của mình đấy là tâm. Cũng có người sẽ nói rằng những cái sự hiểu biết của mình đấy là tâm. Vậy thì có người nói là những cái ký ức của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái suy luận mà mình đang suy luận ở trong tâm này,
đấy là tập. Vậy thì ai là người nói đúng? Thì thực tế ra thì mỗi người có thể hiểu được một cái khía cạnh nhỏ về tâm. Và ở trên đời này, trước khi Đức Phật chưa ra đời, không ai có thể hiểu hết được về tâm, mà người ta chỉ hiểu được một cái phần nhỏ bé nào đấy, và người ta chấp mà một cái phần đấy, và người ta đánh giá đấy là tâm. Còn khi chỉ có cái trí tuệ toàn giác hay là của một bậc toàn tri, tức là một cái bậc có chánh đẳng chánh giác, chỉ có trí tuệ của cái vị đấy mới thật sự hiểu về tâm của con người. Và khi mà Đức Phật hiểu về tâm, giảng giải về tâm, giải thích về tâm, phân tích chia sẻ về tâm, thì sẽ thấy cái tâm này nó thực sự là nó rất là đa dạng, nó rất là thâm sâu, và nó rất là khó hiểu. Chỉ những cái bậc có cái trí tuệ rất là mà sâu sắc thì mới có thể hiểu được. Còn những người thường không phát triển cái chánh trí đến những cái mức độ rất là thanh tịnh, rất là sâu sắc thì cũng không thể hiểu được về tâm. Thì và ở cái suy nghĩ và những cái mà cái nhận định của những cái pháp ở thế gian, người ta cho rằng là tâm là một cái trạng thái hoạt động ở một cái bộ não ở trên cái hệ thần kinh, và người ta cứ nghĩ rằng là tâm nó nằm ở trên đầu, cho nên người ta cứ cho rằng là nếu một người nào có cái bộ não tốt thì sẽ có cái trí tuệ tốt, còn cái bộ não không tốt thì cái tâm nó không tốt. Nhưng mà với cái sự giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật không có nhắc đến cái tâm nó sinh ra ở trên bộ não hay là ở cái thần kinh nào, mà tâm nó được sinh ra từ các căn và các cảnh, có căn có cảnh và có thức, có cái sự tác ý ở trong đấy thì tâm nó sinh ra. Ví dụ như là một người bây giờ ở trên đời, người ta hay có cái thắc mắc này giữa ý thức, người ta coi là tâm, và những cái gì nó thuộc về vật chất thì nó thuộc về có hai cái vấn đề, là một là cái mảng là thuộc về vật chất và cái mảng thuộc về ý thức. Thì những con người nếu mà có vật chất mà không có ý thức thì không có thành con người, hay là có ý thức mà không có vật chất thì không thành con người. Về giữa ý thức với vật chất thì cái gì nó có trước? Ví dụ trong con người mình thì khi mà sinh ra một đứa trẻ thì ý thức với vật chất thì cái gì nó có trước? Thì khi mà một cái chúng sinh đi bắt đầu đi tái sinh thì lúc đấy sẽ có một cái danh và cái sắc, đó gọi là danh sắc phục sinh. Thì cái lúc đấy là có cả thân và tâm, tức là bắt đầu cùng sinh ở một sát na đầu tiên. Và cái sát na đấy thì cái tâm phục sinh đấy sinh lên và diệt đi. Sau đó thì cái chúng sinh đấy chìm vào một cái trạng thái đó là tâm hữu phần. Cái tâm hữu phần này thì nó giống như một cái trạng thái của một người đang nằm ngủ. Tức là khi mà mình ngủ thì cái tâm nó còn hoạt động. Thì tất cả lúc đấy khi mà một người ngủ thì các căn nó ngừng nghỉ. Ví dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình nó ngừng nghỉ. Và những cái căn này nó không còn cái trạng thái gì đâu, nó không còn cái sự nhận biết gì với các cảnh nữa. Thì lúc đấy nó sẽ còn một cái trạng thái thuộc về ý thức. Thì cái trạng thái đấy nó nằm ở cái trái tim. Nó nằm ở trái tim thì cái tâm hữu phần nó sinh khởi ở đấy. Cho nên là trong những cái lúc ngủ người ta vẫn có những cái giấc mơ, thì đấy nó cũng là một cái sự hoạt động yếu ớt của ý thức. Và cái trạng thái tâm hữu phần thì nó cũng tương tự như là một cái giấc ngủ vậy. Và khi một cái người sinh ra ở trên đời thì lúc đấy các căn nó bắt đầu khai mở. Một đứa trẻ mở mắt chào đời thì lúc đấy sẽ có những cái tâm thức bắt đầu sinh khởi theo. Vì khi nó một đứa trẻ mở mắt chào đời thì khi mắt mở ra sẽ nhìn thấy cái cảnh ở bên ngoài, và có thể đã có cái tai có thể nghe được những âm thanh,
có mũi có thể ngửi được những cái mùi hương, có lưỡi có thể nếm được vị, và lúc đấy có cái thân có thể xúc chạm được với những cái vật ở bên ngoài, thì bắt đầu tâm nó được sinh ra từ những cái căn, từ những cái cảnh, từ những cái sự tiếp xúc đấy. Ví dụ như khi con mắt mình tiếp xúc với một cảnh sắc thì con mắt là căn, cảnh sắc là cảnh, là trần, gọi là cái mà mắt mình nhìn thấy được đấy là một cảnh trần. Về giữa căn với cảnh đấy nó có cái ý thức nó đi kèm theo, căn với cảnh đấy thì nó sẽ sinh ra cái tâm nhận biết cái cảnh này. Thì cái lúc đấy một cái loạt tâm nó khởi lên. Ví dụ như cũng có những người mở mắt nhưng mà mình không nhìn cảnh, có những người thì mình mở mắt mà mình nhìn, thì lúc đấy mình muốn nhìn cái gì thì mình phải khởi lên một cái ý muốn là ta phải nhìn cái cảnh kia, thì cái ý đấy là một cái tâm nó hướng đến cảnh, nó gọi là một cái ý muốn hướng tâm. Sau đó một cái tâm nó thấy cái cảnh đấy, nó gọi là cái nội nhãn thức. Sau đó cái tâm nó thấy cảnh đấy rồi nó tiếp nhận cái cảnh đấy, và thì nó cái tâm đấy mới được gọi là cái tâm tiếp thông hay tiếp nhận. Thế là sẽ có một cái tâm nó suy xét trên cái cảnh này. À, thì cái đấy được gọi là cái tâm suy xét. À, thì tất cả những cái tâm đấy nó sinh lên một cách tự nhiên như vậy, và sau đó nữa là cái tâm này nó suy xét xong rồi nó sẽ xác định. Ví dụ nó suy luận cảnh này là cảnh gì, cảnh này là cảnh tốt hay cảnh này là cảnh xấu, cảnh này có lợi hay cảnh này có hại, cảnh này đáng ưa thích hay đáng nhàm chán, hay là một cái cảnh không đáng ưa thích cũng không đáng nhàm chán, tùy theo cái sự nhận định đấy, cái tâm mà nó nhận định đối với cái cảnh đấy thì gọi là cái tâm xác định. Và cái tâm nhận thì nó tùy thuộc vào cái sự nhận định này mà nó sẽ sinh nên những cái trạng thái tâm, đó là ưa thích hay là chán ghét đối với cái cảnh đấy. Ví dụ như cái tâm đấy nó nhận định là cảnh này là một cảnh một cái cảnh tốt đẹp, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên những cái tâm mà thích thú đối với cái cảnh đấy, hay là say sưa thích thú, hay là giống như là tham đắm đối với cảnh đấy. Thì lúc đấy đấy là các cái trạng thái tâm nó khởi lên, hay là lúc đấy cái tâm nó nhận định là cảnh này là một cái cảnh nguy hiểm, đáng nhàm chán, đáng sợ hãi, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên một cái tâm nó là chán ghét cái cảnh đấy. Thì lúc đấy những cái tâm bực bội sầu bi nó sẽ khởi lên. Cũng cái lúc đấy nếu như cái người đấy mà có cái xác định là ví dụ cái người đấy là một cái người hiểu rõ cái cảnh này, là một cái nó chỉ là một cái cảnh, nó không có đáng ưa thích, nó cũng không có đáng để nhàm chán, thì lúc đấy nó sẽ có một cái trạng thái tâm thản nhiên đối với cái cảnh này. Thì những cái trạng thái mà nó khởi lên như vậy giữa các căn các trần và cái sự nhận định của mình đối với những cái cảnh đấy mà nó khởi lên các cái trạng thái tâm, thì cái tâm đấy sau khi mà nó khởi lên rồi, nó sinh lên, nó sẽ diệt đi, nó sinh lên nó diệt đi, và nó sẽ lưu lại ở trong ý thức, nhưng nó vẫn còn được ghi nhận lại ở trong ý thức. Thế nên một lần sau cái người này muốn chỉ muốn nhớ đến cái cảnh đấy, khi đó chỉ cần hướng cái tâm đến cái cảnh đấy và những cái hình ảnh cũ đấy nó sẽ khởi lên, nó sẽ khởi lên và một loạt tâm nó cũng khởi lên theo. Thì đấy là những cái trạng thái của tâm. Khi con mắt tiếp xúc với cảnh thì cũng tương tự như thế, khi tai mình nghe một âm thanh nó cũng tương tự như thế. Âm thanh nó đập vào tai thì đó là ý thức, tai mình sẽ rồi cái ý của mình nó sẽ tiếp nhận cái âm thanh đấy, nó suy xét cái âm thanh đấy, nó xác định cái âm thanh đấy như thế nào, rồi sau đó một loạt những cái tiến trình tâm nó sẽ sinh khởi lên theo sau, tùy theo cái sự nhận định đấy mà những cái trạng thái tâm đấy nó sẽ khởi lên là tâm tốt hay là tâm xấu, là tâm thiện hay là tâm ác. Thì nó tùy theo cái sự nhận thức của cái người đấy mà nó khởi lên những cái tâm khác nhau. Vậy thì mỗi một người sẽ có những cái sự hiểu biết khác nhau, có những cái sự nhận định khác nhau, cho nên nó sẽ khởi lên những cái trạng thái tâm khác nhau. Cùng là hai người nhìn vào một cái cảnh vật nhưng mà nó sẽ có hai cái trạng thái tâm
khởi lên khác nhau. Nhưng cũng có cái người là mình ưa thích hoa, mình nhìn thấy hoa mình sẽ khởi lên cái sự hoan hỉ thích thú, nhưng mà cũng có người thì không ưa thích, nhìn thấy là cảm thấy nó chán ghét. Thì cái đấy nó cũng là tùy theo từng người mà nó khởi lên, tùy theo cái sự nhận định của từng người. Thì cái tâm nó khởi lên rất là đa dạng như vậy. Thì tâm nó sẽ sinh, nó nương vào sáu cái sắc thần kinh mà nó sinh lên. Ví dụ như là nó nương vào cái sắc thần kinh ở trên mắt gọi là nhãn tịnh sắc, thì nó sinh ra cái nhãn thức. Nó nương vào cái nhĩ tịnh sắc ở tai, nó sinh ra nhĩ thức. Nó sinh vào là cái thần kinh ở mũi thì nó có cái sắc gọi là tị thức. Có cái thần kinh ở lưỡi thì nó có thiệt thức. Những cái thần kinh ở thân thì là thân thức. Và những cái trong cái trái tim của mình thì nó có cái hệ ý thức ở trong đấy. Thế thì được gọi là các cái tâm, và Đức Phật đã chia sẻ những cái tâm ra ở những cái mức độ rất là sâu. Vì nó có tâm thiện, có tâm bất thiện, hay là có những cái tâm ở dục giới, có tâm sắc giới, có tâm vô sắc giới, có cái tâm hiệp thế, có những cái trạng thái của tâm siêu thế. Ví dụ như là có những cái tâm tâm tham, có những cái tâm thuộc về sân, có những cái tâm thuộc về si, có những cái tâm này nó thuộc về những cái tâm thiện ở cái cõi dục giới này. Như khi mình làm những cái điều thiện thì những cái tâm thiện nó sinh lên, khi mình làm những cái điều bất thiện thì những cái tâm bất thiện nó sinh lên. Khi mình tu tập những cái pháp cao thượng, như là một cái người có thể chứng đắc được các cái pháp thiền, thì lúc đấy cái tâm nó đạt được đến cái trạng thái là ni dục, tức là nó vượt ra khỏi cái cõi dục giới này, và nó chứng đạt đến cái tâm ở cái trạng thái sắc giới, thì nó gọi là tâm sắc giới. Người mà thành tựu được những cái pháp thiền vô sắc giới thì có tâm thiền vô sắc giới. Những người mà chứng đắc được thánh quả thì có những cái tâm siêu thế. Vậy thì mỗi ở mỗi những một cái hạng người sẽ có những cái nó sẽ sinh khởi lên những cái tâm, chất tâm trạng khác nhau, và cho nên là không có ai giống ai ở trên đời. Thì khi mà cái tâm nó sinh lên như vậy, thì mỗi một cái tâm nó sinh lên thì nó cũng tạo ra cái sắc khác nó sinh theo. Tức là tâm nó nương vào sắc mà nó sinh lên, và khi nó sinh lên nó lại tạo ra sắc. Ví dụ như là một cái người mà mình có một cái tâm mà nó hoan hỉ, hân hoan chẳng hạn, thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy cái khuôn mặt của mình nó nở nang, và cái mình có thể nó tươi tỉnh. Thì đấy là cái tâm nó làm cho nó tạo ra những cái sắc. Những cái tâm tốt thì nó tạo ra cái sắc tốt. Khi nào mình buồn phiền một cái chuyện gì đấy thì tự nhiên nó sẽ trở nên sầu héo. Thì cái tâm mà nó buồn phiền nó tạo ra những cái sắc. Cái tâm là cái tâm thấp kém thì nó tạo ra những cái sắc thấp kém. Tâm tốt thì nó tạo ra cái sắc tốt, mà tâm xấu thì nó sẽ tạo ra cái sắc xấu. Thì vậy nếu mà một cái người nào có một cái trạng thái tâm luôn luôn có sự an ổn, không có những cái buồn phiền bực bội, không có những cái phiền não xấu đi ở trong lòng, thì cái người đấy cũng sẽ có được cái sắc thân tốt, như là có sức khỏe tốt, và mọi thứ cái sắc thân nó cũng khả ái. Còn nếu mà một người nào mà luôn luôn có cái trạng thái tinh thần bất ổn, dao động và mệt, thì khi nó cũng sinh ra cái sắc thân đó là mệt mỏi, và nó không có được khỏe mạnh. Thì đấy, thì những cái trạng thái như thế thì được gọi là tâm. Và cái tâm thì nó ở đời nó có hai cái hạng tâm, tâm của người ngu và tâm của người trí. Đấy, nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là trong cái bài kinh Pháp Cú này, Đức Phật nói tâm hoảng hốt dao động khó hữu chỉ có nhiếp, người trí làm tâm thật như thợ tên làm tên. Thì cái tâm hoảng hốt dao động ở đây là còn gọi là một cái tâm mà nó dễ bị dao động bởi cái cảnh trần. Nó dễ sinh ra cái sự lo sợ hay là hoảng hốt bởi những cái cảnh trần. Thì cái tâm này nó chỉ sinh lên ở một cái, nó có thể sinh lên ở những cái chúng sinh mà thấp kém chẳng hạn. Ví dụ như là ở những cái chúng sinh thấp kém, như là những cái loài thấp kém, thì luôn luôn có cái sự gọi là ngoài này uy hiếp ngoài khác, thì nó sẽ sống trong một cái trạng thái lo sợ. Thì những chúng sinh đấy tâm không lúc nào được an ổn, và lúc nào cũng sống trong cái trạng thái bất an. Ví dụ như ở dưới biển, cứ cá lớn nuốt cá bé, và lúc nào nó cũng săn đuổi mà nó săn bắt lẫn nhau.
thì những cái loài chúng sinh ở dưới đấy không lúc nào được an ổn, lúc nào cũng lo sợ, nhâm nhớp sợ, và lúc nào cũng ở trong một cái tình trạng đó là phải chạy trốn những cái loài khác. Cứ cái loài lớn hơn thì săn bắt những cái loài nhỏ, cái loài lớn hơn nữa thì săn bắt loài nhỏ hơn nữa, cái loài mà lớn nhất thì bị loài người săn bắt. Cứ như vậy thì nó sẽ sống trong cái sự hoảng hốt và dao động như vậy, không lúc nào được an ổn. Những cái loài như thế thì tâm không được định tĩnh. Thì khi mà sinh ra ở loài người cũng như thế, sẽ có những người luôn luôn phải sống trong cái trạng thái bất an, hoảng hốt, lo sợ. Lo sợ rất là nhiều thứ trên đời. Ví dụ như là có người mình lo sợ những cái người khác có thế lực hơn sẽ uy hiếp mình, thì mình sẽ sống trong sự bất an. Mình lo sợ khi mà mình là lo sợ bị có bệnh tật, hay là lo sợ về già, về bệnh, về chết, là lo sợ rất là nhiều những cái điều trong cuộc sống, thì tâm sẽ hoảng hốt dao động. Thì những cái tâm nó hoảng hốt dao động này nó từ đâu nó sinh ra? Và cũng có những người người ta an nhiên tự tại, thì những cái tâm hoảng hốt dao động này nó do những cái nghiệp bất thiện ở quá khứ và những cái bất thiện ở hiện tại nó sinh ra. Ví dụ như là những cái người, những cái chúng sinh mà đang phải chịu cái sự hoảng hốt dao động là do trước kia đã tạo những cái nhân hoảng hốt dao động. Tức là trước kia mình đã phải tạo một cái nhân bất thiện, mình đã từng đi đại, mình cũng đã từng làm hại những cái chúng sinh khác, mình tạo ra cái cho chúng sinh khác cái sự sợ hãi, cho nên là bây giờ mình phải chịu cái quả báo là sinh ra và phải sống trong cái trạng thái là sợ hãi và dao động. Thì đấy là do cái nhân ở quá khứ, mà cũng có những cái nghiệp ngay ở hiện tại này nó cũng sẽ tạo ra cái hoảng hốt dao động. Ví dụ như một cái người mình sinh ra ở trên cuộc đời này, mình không có những cái nghiệp là hoảng hốt dao động bởi những cái sự sợ hãi trong quá khứ, và cái chúng sinh đấy, những người đấy là những người có phước, được hưởng phước ở trên đời. Nhưng mà mình có hoảng hốt dao động, cái tâm nó vẫn hoảng hốt dao động. Ví dụ như là khi mà mình đang hưởng phước mà nó có, mà mình bị mất mát một cái gì đó, thì mình sẽ cảm thấy nó sợ hãi, nó sẽ sinh lên. Hay là mình tâm của mình bị dao động bởi cái sự khen chê yêu ghét ở trên đời. Ví dụ như là khi có người khác khen và mình đắm nhiễm với cái sự với cái tiếng khen đấy, mỗi một lần khi có một người nào khen một cái và cái người đấy và trở nó bị mất bình tĩnh và nó trở nên hoan hỉ, hân hoan, thích thú, thì đấy cũng là một cái trạng thái bị dao động. Hay là một cái người đấy khi mà mình có nhiều tài sản mà mình luôn đắm nhiễm với cái điều đó, nó cũng sinh ra cái tâm hoảng hốt dao động. Mình có nhiều cái cảnh sắc đẹp, mình ưa thích với cái cảnh sắc đẹp đấy, cảnh thanh hương vị, tức là một cái người mà mình bị những cái cảnh dục trần ở bên ngoài và nó chi phối, và cái tâm của mình bị dao động bởi những cái cảnh hấp dẫn, bởi những cái cảnh khả thị khả ái đấy, thì cái tâm đấy cũng là hoảng hốt dao động. Vậy thì những cái chúng sinh mà có phước như ở cõi người vẫn tâm vẫn bị hoảng hốt dao động, những cái chúng sinh có phước như những chúng sinh ở chư thiên tâm vẫn bị hoảng hốt dao động. Vậy thì những cái tâm hoảng hốt dao động đấy nó có ở tất cả những cái chúng sinh nào mà còn là phàm phu, thì nó đều có cái trạng thái là tâm hoảng hốt dao động. Mà tâm hoảng hốt dao động thì khó hôn chỉ, khó mà nhiếp phục. Nếu như một cái người tu tập mà cái tâm mà cái của cái người đấy nó có cái sự tự tại thì nó sẽ rất là dễ dàng. Nhưng mà có những cái tâm mà nó bị dao động thì nó lại rất là khó, nó khó nhiếp phục. Như là bây giờ một cái người mà tu tập tâm, mình muốn giữ cho cái tâm nó luôn luôn được an ổn, nhưng mà chỉ một cái điều gì đó nó có thể làm cho cái tâm của mình bất an, mình có thể tiếp xúc với một cái cảnh nào đấy mà có thể nó sẽ làm cho tâm của mình bất an. Và có những cái người thì cái bất an đấy nó chỉ diễn ra một chút xíu, sau đó cái người đấy điều phục lại được.
trấn an lại được, nhưng mà cũng có người sẽ bị cái trạng thái bất an phiền muộn đấy nó kéo dài từ ngày này sang ngày khác, có thể kéo dài cả tuần, cả tháng, cả năm trời về cái trạng thái của phiền này. Ví dụ như là bây giờ có những cái người mình mong cầu một cái điều gì đó mà mình không đạt được là trạng thái nó sẽ bất an, mình phải mất mát những cái điều mình quý báu thì nó sẽ trở nên cái trạng thái bất an, hay là mình phải thân cận với những cái điều mà mình không ưa, không muốn, mình phải tiếp nhận những cái điều mà mình không ưa thích thì trạng thái bất an nó sẽ trở nên. Và rất nhiều những cái trạng thái bất an thuộc về thân, thuộc về tâm, khi mà những cái điều là thân tâm của mình mà không được điều hòa thì mình sẽ trở nên bất an. Thì đấy là cái tâm mà nó khó hộ trì, khó hộ trì, khó nhiếp phục. Vậy thì cái người nào có nhiều ác niệm ở trong quá khứ thì bây giờ cái trạng thái tâm người đấy sẽ luôn luôn ở trong cái trạng thái dao động nhiều, thì nó cũng khó nhiếp phục. Nhưng mà cũng có những người mình có những cái ác nghiệp ở hiện tại nó nhiều, hay là những cái bất thiện ở trong hiện tại của mình nhiều, thì cái tâm nó cũng khó, nó cũng khó nhiếp phục và nó cũng bị dao động nhiều. Vậy thì chỉ người nào mà có cái tâm mà nó an nhiên tự tại, một là mà do những thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp ở quá khứ nó mạnh, hoặc là những thiện nghiệp ở hiện tại nó mạnh, thì nó mới có được cái tâm an nhiên tự tại. Vậy thì bây giờ cái sự tu tập về tâm làm cho cái tâm của mình từ cái tâm hay bị dao động trở thành cái tâm nó vững chắc, nó bất động, thì là cái người đấy cần phải có cái sự tu tập nhiếp phục tâm. Và Đức Phật được ví như là cái người mà tu tập tâm hay nhiếp phục tâm này giống như là một cái người thợ làm tên, người trí làm cho tâm thẳng như thợ tên làm tên. Thì tức là cái người thợ tên này muốn làm ra được một cái mũi tên tốt mà có thể bắn trúng được mục tiêu, thì nó đòi hỏi cái trình độ cao, tức là đòi hỏi cái người đấy có sự kiên trì cố gắng và có cái sự khéo léo. Vậy cái người điều phục tâm cũng thế, cũng cần phải có cái sự kiên trì cố gắng và cũng cần phải có cái sự khéo léo mới điều phục được. Chứ nếu như những người nào mình không tận tâm thì khó mà điều phục được. Thì cái điều tâm là cái sự đầu tiên là ở cái mức độ thô nhất, như là mình cần phải hộ trì các căn, tức là mình đầu tiên là mình phải biết được vì cái tâm nó sinh ra từ các căn và các trần. Vậy thì bây giờ mình muốn điều phục tâm thì mình phải điều phục ở các căn. Chứ bây giờ cái người không hiểu tâm nó ở đâu, mình nghĩ là tâm nó trên đầu, bây giờ mình điều phục cái đầu rồi. Điều phục cái đầu thì điều phục làm sao? Bởi vì tâm nó sinh ra ở các căn, thì muốn điều phục tâm là có nghĩa là điều phục các căn, tức là điều phục con mắt, điều phục tai, điều phục lưỡi, điều phục lưỡi, điều phục thân và điều phục ý, thì đấy mới là điều phục tâm. Vậy con mắt điều phục là cái gì? Khi mà con mắt nó thấy những cái cảnh mà nó sinh ra những cái khả ái hấp dẫn thì cái gì đấy phải điều phục bằng những cái cách như là phòng hộ con mắt, để phòng hộ nó né tránh tham nhẫn, hay là bằng cái trí tuệ quan sát, để khi mà mình thấy một cái cảnh gì đó mình sẽ không bị cái cảnh đó nó làm cho dao động, nó làm cho tâm của mình bị động. Ví dụ như là có những cảnh nào mà mình tiếp xúc mình hay khởi lên cái buồn phiền, thì bằng cái cách đó là mình phải đề phòng, mình không để cho nó tiếp xúc với cái cảnh đấy. Một cái cảnh nào mà mình tiếp xúc mình dễ bị cái cảnh đấy nó làm cho mình say đắm thì mình phải tránh, mình không để cho nó tiếp xúc với cảnh đấy. Cũng là một cái cách điều phục tai, mũi, lưỡi, thân, tất cả các cảnh khác nó cũng như thế. Đấy là một cái cách điều phục bằng cái sự chế ngự các căn, hay là phòng hộ ở trên các căn. Và cách điều phục nữa là giữ cho cái tâm của mình nó được định tĩnh. Ví dụ khi có rèn luyện làm cho cái tâm của mình an trú trên một cái đối tượng, trên một cái cảnh mà nó phát triển ra được những cái năng lực của cái tâm định,
hay là cái định lực của cái tâm mạnh mẽ. Như là vị đó chú vào một cái đề mục thiền, hay là cái trải nghiệm trên một cái đối tượng như đề mục thiền, thì cái vị đó cũng sẽ để làm cho cái định lực nó mạnh. Thì cái vị đấy khi mà có được một cái tâm có được cái định lực mạnh, tức là cái tâm đã trở nên thuần tịnh, trở nên thanh tịnh rồi, trở nên hoàn toàn trong sáng, thì nó cũng sẽ nghi dụng đối với các cái cảnh trần. Và khi mà vị đó tu tập đạt được cái mức định như thế rồi, thì khi các căn tiếp xúc với các cảnh trần, nó sẽ không khởi lên cái trạng thái là tham đắm hay là sân hận, nó cũng sẽ có được một cái sự an nhiên. Nhưng mà cái trạng thái đấy thì khi nào vị nó còn duy trì được cái định đấy thì cái trạng thái đấy nó sẽ còn, mà khi nào vị nó không còn duy trì được cái định thì cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm tự tại đó nó cũng sẽ mất đi. Để vậy thì vị đó sẽ điều phục tâm bằng cái cách là phải tu tập về định, và có cái cách là vị đó phải điều phục tâm bằng cái cách là phát triển về trí tuệ, tức là vị đó có cái tuệ để quan sát các cái cảnh trần, đó là tất cả những cái cảnh đấy nó có cái tính vô thường, hay là những cái cảnh đấy nó có tính phổ, tính vô ngã của nó, thì để vị đó thấy như thật, thấy các pháp như nó thật sự là, thấy rõ bản chất và cái sự thật của tất cả các pháp, của các pháp hữu vi, thì đấy cũng là một cái cách điều phục tâm. Đó là khi vị đó phát triển cái trí tuệ, vị đó có cái sự hiểu biết, hay là vị đó có những cái tham chi, thì đấy cũng là một cái cách rèn luyện tâm, hay là cái cách tu tập tâm, làm cho cái tâm nó trở nên ngay thẳng, cái tâm rèn luyện cho cái tâm thẳng, là trở nên cái tâm chánh trực, thì cái tâm của cái người đấy sẽ không bị dao động, hay là không còn bị hoảng hốt trước các cảnh trần nữa. Thì vậy cho nên là gọi là người trí, là làm cho tâm thẳng. Vậy thì cái người trí là cái người muốn sống, muốn có cái cuộc sống an nhiên tự tại, thì cái người đấy phải dành cái thời gian và cái công sức, cái sức lực của mình để mà rèn luyện cái tâm, để mà tu tập cái tâm, để phát triển cái tâm, để làm cho cái tâm của mình nó an nhiên tự tại trước cảnh trần. Thì lúc đó vị đó mà đạt được cái tâm, từ cái tâm không tu tập thì nó dễ bị ô nhiễm của cảnh trần. Khi mình đạt được cái tâm thanh tịnh, nó trở nên vô nhiễm rồi, thì lúc đấy vị đó sống ở bất cứ cái hoàn cảnh nào thì cái tâm nó vẫn được an nhiên tự tại. Thì cái tâm an nhiên tự tại đấy thì sẽ đem lại cái sự an vui hạnh phúc của ngay trong hiện tại này. Câu pháp cú nữa là như cá quăng lên bờ vớt ra ngoài thủy giới, tâm này bùng vẫy mạnh hay loạn thế lực ma. Thì ở đây cá quăng lên bờ hay nó ra ngoài thủy giới thì nó sẽ bùng vẫy, tức là một con cá mà nó nhảy ra khỏi cái khúc sông, nó đang nhảy ra khỏi mặt nước, tức là nó đang ở dưới nước mà nó bị quăng lên bờ thì nó sẽ bùng vẫy bất lực, tức là nó hoàn toàn bất lực. Khi con cá nó ở dưới nước mình muốn bắt nó rất là khó, nhưng mà khi mà nó đã nhảy lên bờ rồi thì con gì cũng bắt được. Vậy thì ở dưới nước đó là một cái trú xứ an toàn của con cá này, mà nhảy lên bờ là con cá đấy đi lạc đường và con cá này sẽ gặp nguy hiểm. Tâm cũng được ví như cái con cá này. Khi mà nó ở trong cái địa phận của nó, trong cái lĩnh vực an toàn của nó có nơi trú ẩn an toàn. Nếu nó cứ nằm ở trong cái địa phận an toàn đấy thì nó sẽ không có ai làm hại được. Nhưng nó chỉ cần đi ra ngoài cái lĩnh vực đấy là nó sẽ bị hại ngay. Thì ở đây là cái tâm này đi ra ngoài cái lĩnh vực, có nghĩa là vị đó tư duy một cái pháp không chân chánh, là cái tâm đi ra ngoài lĩnh vực, suy nghĩ đến một cái pháp không chân chánh là đi ra ngoài lĩnh vực.
thì khi đi ra ngoài lĩnh vực như vậy thì là những cái khổ đau, những cái sầu bi khổ như nào sẽ sinh lên, giống như con cá đi ra khỏi nước. Ví dụ như là bây giờ cái tâm của mình nó nằm ở trong cái lĩnh vực an toàn, đó là nó nằm ở trong những cái sự quán niệm như là vị đấy, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Ví dụ khi mà vị đó tác ý đến một cái gì đó thì vị đó cũng chỉ quán đến cái bản chất thật sự của nó. Ví dụ như vị đó quán thân này là bất tịnh thì đấy là quán thân trên thân. Và tất cả những cái cảnh gì nó thuộc về vật chất nó đều là có cái tính bất tịnh của nó, thì cái tham dục đối với những cái cảnh trần đấy nó không khởi lên. Quán thọ là khổ thì ví dụ như vị đó thấy tất cả những cái sự cảm nhận cảm giác ở trên đời, thấy cuộc đời là về khổ, tức là vị đó không say sưa ưa thích lắm những cảnh đời. Quán tâm là vô thường, biết là tất cả các cái tâm nó sinh lên thì nó sẽ diệt đi, cho nên là vị đó không có chấp trước vào những cái tâm của người khác và tâm của mình. Ví dụ như là khen chê yêu ghét, đấy là những cái tâm của người khác. Bây giờ có người nào khen mình chê mình yêu mình ghét mình, đấy là cái tâm thì nó vô thường sinh diệt. Có thể hôm nay người ta khen ngày mai người ta chê, hôm nay người ta yêu ngày mai người ta sẽ ghét, vì cái tâm nó vô thường sinh diệt liên tục như vậy, cho nên là không có chấp trước vào cái trạng thái của tâm. Tất cả các pháp khác nó cũng không có cái, nó không có tư tướng, nó là vô ngã, nó thật ở trên đời. Ví dụ như là vì đó quán thấy một cái cảnh gì đó, vì đó sẽ quán về cái tính nhân duyên duyên hợp của nó. Ví dụ mình nhìn thấy cái nhà thì nó không suy nghĩ đây là cái nhà, mà vì đó thấy là nó là gạch, là đất, là cát, là sắt thép, là bê tông, là cái sự lắp ráp của rất là nhiều những cái thành phần vật chất cấu tạo nên. Bây giờ mà tháo rời nó ra thì nó không còn là cái hình tướng đấy nữa. Nhưng vậy thì mình nhìn thấy bất cứ một cái gì nó cũng thế, thì mình sẽ không bị tham ái, không bị đắm nhiễm bởi một cái thứ gì ở trên đời. Thì khi mà cái tâm nó có cái sự tránh tư duy như vậy, nó có cái tránh kiến như vậy, nó có cái tránh trí như vậy, nó có cái sự hiểu đúng cái bản chất của mọi sự vật như vậy, thì cái tâm đó là nó giống như con cá nằm ở trong nước, nó không có nguy hiểm gì cả, không có cái sự khổ đau nào, không có cái sự sầu muộn nào có thể chế ngự được nó, có thể áp đảo được cái tâm này, và cái tâm này nó sẽ an nhiên tự tại. Còn nếu như cái tâm này bắt đầu nó suy nghĩ đến những cái cảnh những cái khác, mà ví dụ như vị đó suy nghĩ đến một cái cảnh sắc khả ái hấp dẫn, vị đó nghĩ rằng cái cảnh có cái sắc này nó rất là đẹp, và vị đó ưa thích và mong cầu tham đắm đắm nhiễm nó, những cái cảnh thanh hương vị xúc ở trên đời, có năm cái cảnh mà năm căn của mình nó tiếp xúc rồi bắt đầu nó ưa thích đối với cảnh đấy, thì là lúc đấy tâm này là đi ra ngoài cái lĩnh vực, đi ra ngoài cái giới địa phận an toàn, thì lúc đấy sẽ gặp nguy hiểm, và lúc đấy nó không thể chiến thắng được cái sự sầu bi, cái sự im não của cái lửa than nó thiêu đốt cái tâm, và nó làm cho cái tâm mất tự tại, mất tự chủ, mất hết trí tuệ, mất hết công đức. Và từ cái dục tham đấy nó sẽ xu khiến cho vị đó bắt đầu tiến đến tạo những cái ác nghiệp, và vị đó phải làm những cái điều gì đó để mình đạt được những cái mình đang mong cầu. Thì đấy là những cái pháp bất thiện nó sẽ khởi lên khi mình có những cái suy nghĩ sai trái, có những cái hiểu biết sai trái, có những cái tà kiến si mê đồng đạt. Thì cái tâm nó cứ đi vào những cái trạng thái đấy là nó khổ đau, nó vùng vẫy, bởi vì nó bị cái, nó không thoát ra khỏi những cái lửa của cái tham đắm hoặc sân hận. Mình mong cầu một điều gì đó mà không đạt được thì mình sẽ sân hận, hay là có một cái gì đó mình không ưa thích, mà cái tâm nó cứ hướng về cái sự không ưa thích đấy, để nó quán ghét những cái trạng thái, những cái cảnh đấy, những cái đối tượng mà không ưa thích đấy, thì cái sự buồn phiền, cái sân hận, cái giận hờn nó khởi lên, bởi vì nó sẽ tạo những cái ác nghiệp từ cái tâm sân hận đấy. Hay là những cái vị đó có sự phóng dật, có cái sự
tham những cái chơi những vui thú ở thế gian, rồi cái tâm nó bị cuốn hút theo cái sự phóng dật đấy, thì nó cũng đi vào những cái lĩnh vực nguy hiểm. Đấy là những cái lĩnh vực nguy hiểm của tâm. Và Đức Phật dạy là hãy đoạn những cái thế lực ma, chính là những cái thế lực mà chướng ngại những cái tham sân si, ma tham dục, ma sân hận và ma si mê. Đấy là những cái thế lực của, bởi vì những cái tham dục nó có một cái sức mạnh và cái sự cuốn hút rất là lớn. Nếu như một cái người nào và mình không có mình mà chìm đắm ở trong đấy thì rất khó thoát ra. Sân hận nó cũng có một cái sức mạnh lớn, mình chìm vào trong đấy mình cũng khó thoát ra. Ngu si nó cũng có một cái sự tàn kiến, nó cũng có một sức mạnh lớn như vậy. Mình chìm đắm ở trong đấy nó nguy hiểm như vậy, và mình phải đoạn trừ nó bằng những cái cách nào đó. Mình phát triển những cái trí tuệ, những cái chánh trí, những cái chánh niệm, chánh định, và những cái chánh trí mình mới thoát ra được. Và cú 30 năm là khó lắm giữ kinh động theo các lực quay cuồng này hay điều của tâm, tâm điều an lạc định. Thì cái tâm này nó rất là khó nắm giữ, bởi vì nó rất là dễ dao động với những cái cảnh dục trần ở bên ngoài. Khi mà cái tâm nó còn tiếp xúc với những cái cảnh mà có nhiều những cái dục lạc ở thế gian, thì nó cứ bị động, thì nó cứ bị động với những cái cảnh đấy, và cái tâm nó cứ bị quay cuồng với những cái dục cảnh đấy. Người thì cái người mà bị những cái dục nó quay cuồng như vậy, cái tâm nó bị quay cuồng như vậy, thì cái người đấy sống sẽ rất là khổ, khổ ở trong hiện tại và khổ ở tương lai, bởi vì những cái dục là vui ít khổ nhiều, làm nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Bây giờ cái người chạy theo dục cảnh ở bên ngoài, mình ưa thích một cái gì đó, mình nghĩ là mình đạt được rồi, là cái nó sẽ hết cái niềm ưa thích đấy. Nhưng mà thật sự thì mình đạt được rồi thì cái ưa thích đấy nó lại mạnh thêm, chứ nó không có dừng lại. Mình muốn một cái điều gì đó, mình nghĩ là khi mình có rồi là nó sẽ hết cái mong muốn đấy. Nhưng mà khi mình có rồi cái mong muốn đấy nó lại tăng trưởng thêm ra. Vì đấy mình gọi là cái dục, nó cứ quay cuồng. Nó giống như là con chó cắp khúc xương, nó không bao giờ nó thoải mái. Cho nên là dục là nguy hiểm như thế. Như người khác mà cứ uống nước mắt thì càng uống nó càng khát. Thì đấy là cái tâm nó khó nắm giữ. Và thậm chí khi một cái người mà mới điều phục tâm, mình ngồi xuống mình nhiếp phục tâm, làm cho cái tâm định tĩnh ra, nhưng cái tâm nó sẽ vẫn cứ bị quay cuồng. Khi mình nhắm mắt lại, mình đã ngồi ở một nơi yên tĩnh mà cái tâm nó vẫn còn bị quay cuồng bởi những cái cảnh dục trần bên ngoài, và nó có thể rất khó có thể một cái người có thể điều phục được. Và những cái ai mà điều phục được tâm thì mới có sự an nhiên, mới có cái sự tự tại. Và cái sự điều phục tâm tức là phải có cái sự tu tập về thiền. Chỉ có cái pháp thiền là mình có thể đạt được cái định và tuệ, nó mới có thể đạt được đến cái sự ni dục. Chứ còn không có một cái pháp gì ở thế gian mà có thể điều phục tâm tốt hơn là cái sự tu tập thiền. Nếu như một cái người nào mà không tu tập thiền mà nói là tôi tự tại, tôi chẳng có tham đắm được cái gì, thì người ấy chỉ nói dối. Vì khi mà một cái người có cái sự tu tập và cái tâm từ cái sự chánh niệm mạnh mẽ, thì cái gì đấy mới có thể đi đến cái sự ni dục, ni ác bất thiên pháp, thì nó có thể chứng được cái tầng thiền được. Điều phục tâm thì có cái sự an nhiên tự tại, có cái sự an lạc, tức là cái sự hỷ lạc do ni dục nó phát sinh. Có những cái người thì người ta, tại vì ở trên đời người ta thường có cái sự lầm tưởng, người ta cứ nghĩ rằng là chạy theo cái dục nó là an vui. Đó là an vui, thì cái này nó giống như là một cái căn bệnh, và được giống như là những cái người mà có cái bệnh phong, bệnh cùi, bệnh hủi, thì những cái người đấy người ta rất là bứt rứt và đau khổ, và người ta muốn giảm bớt cái đau khổ đấy thì họ phải đi đến bên lò lửa và họ hơ những cái chỗ thịt mà bị cái
đi cái bệnh cùi đấy lên cái bên cạnh cái lò lửa đấy, và cái cảm giác nóng thiêu đốt của cái lửa đấy nó làm cho họ cảm thấy nó có cái sự thích thú dễ chịu của đấy. Và khi mà họ có cái sự thích thú dễ chịu đấy, họ lại thiêu thêm một chút nữa thì lúc đấy nó lại có cái sự nóng bỏng ở trong đấy. Vậy thì ngay một cái lúc đấy khi đó cảm thọ hơn hai những cái trạng thái, đó là một cái trạng thái rất là thích thú và một cái trạng thái rất là đau đớn. Cũng như vậy, cái người mà tham đắm hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian thì cũng tương tự như vậy, là cái người mà mình cứ nghĩ rằng là mình hoặc hưởng thụ ngũ dục thì nó sẽ là một cái điều an vui hạnh phúc, nhưng mà nó cứ làm cho mình lại còn đau khổ hơn, nó làm cho những cái tham dục nó lại càng mạnh hơn. Cái điều đó nó rõ nhất ở những người mà đã từng nghiện ma túy. Mà cái người nào mà đã từng khi mà cái người đấy chích ma túy vào rồi thì nó sẽ làm cho người đó cứ nghĩ được thỏa mãn, nhưng mà nó lại càng làm cho cái sự kích thích nó mạnh hơn. Thì những cái dục lạc ở thế gian nó cũng sẽ bị say sưa như vậy. Cái người nào mà nghiện rượu hay là mình có từng nghiện một cái gì đó thì nó cũng như thế, và nó sẽ khi khắc cái dục nó sẽ làm cho cái người đấy bị say đắm, và mình sẽ đi quay cuồng ở trong đấy. Và chỉ có một cái người điều phục được tâm thì là một cái người sẽ thoát ra được khỏi những cái khổ đau, và cái điều phục tâm thì nó sẽ đạt được cái sự an lạc, giống như là một cái người đã dùng cái thuốc để chữa lành căn bệnh, giống như là một cái người mà trước kia người ta từng bị bệnh cùi, người ta thả hơi nửa và người ta cảm thấy cái sự thích thú khi được hơi nửa. Vậy thì cái người mà người ta đã khỏi bệnh rồi, người ta nhìn lại những cái người mà chưa khỏi bệnh vẫn còn ưa thích đối với những điều đó, thế thì những cái người mà đã nghi dục mà nhìn thấy những cái người còn tham dục thì những cái người đấy vẫn thấy là những cái người còn tham dục giống như những người còn đứng bên nửa rồi, vẫn còn là những người đang sống trong lửa đỏ và đang bị thiêu đốt, mà mình không biết mình bị thiêu đốt bởi chính những cái tham dục đấy. Nên mà mình lại đắm say đó và cứ bị nó thiêu đốt hoài. Người ngờ cái sự an lạc chỉ đạt được khi nào một người tu tập và đạt đến cái sự ni dục, tức là xa lìa những cái tham dục đối với cái trần cảnh bên ngoài. Tâm khó thấy tệ đi theo các dục quay cuồng, người chỉ phòng hộ tâm không an lạc đến. Thì tâm khó thấy tệ đi bởi vì tâm là một cái gì đó mà người ta rất không hiểu biết gì về nó, là một cái đó tại sao nó lại sinh lên cái tâm này. Ví dụ như là khi mình có tham dục mình không biết tại sao nó khởi lên cái tham dục, là bởi vì cái tâm nó khó thấy, không, người ta không biết là tại sao cái tâm tham nó khởi lên, và cái nguyên nhân nào khiến cho tâm tham khởi lên, và muốn diệt trừ cái tâm đấy thì phải diệt trừ như thế nào. Tâm nó là một cái rất là khó có thể thấy được bằng, nó không thể thấy bằng con mắt thường được, không ai có thể thấy được bằng con mắt thường. Mình cho nên là chỉ có những người có trí tuệ thì mới thấy được nó. Cho nên là vì những người không hiểu về tâm, cho nên không điều phục được tâm, không điều phục được tâm, cho nên là cái tâm nó luôn luôn chạy theo các dục và nó quay cuồng như thế. Và chỉ có người có trí tuệ phòng hộ tâm, biết phòng hộ tâm, thì có người mà biết phòng hộ tâm thì tâm mọi cái an lạc nó mới đến. Vậy thì cái người đấy phải biết được tâm nó từ đâu, mà muốn phòng hộ thì phải phòng hộ cái gì. Vậy thì cái người mà thấy được tâm mà nó sinh khởi lên ở các căn, các cái nó bắt các cái cảnh trần, nó có cái sự tác ý như vậy, thì cái người đấy mới là một cái người trí, mới biết được cái tâm nó sinh lên là như thế, biết được cái nguyên nhân nó sinh lên trong cái tâm như vậy. Thì mình có biết được nó thì mới đoạn trừ được nó, giống như là mình có cái sự hiểu biết thì mình mới biết. Như là bây giờ người ta cứ thấy có những cái vỏ giả
lên và sau đó mình đi cắt nó đi, mình dùng dùng cái vật gì đó mình cắt nó xong rồi sau nó lại mọc lên, sau đó mình cắt đi, mình cắt sát đất rồi mình không còn thấy nó đâu nữa, xong nó lại mọc lên. Cũng như vậy, một cái người mà không hiểu về tâm, nên là mỗi khi những cái tâm nó khởi lên, một cái tâm tham, tâm sân gì đó nó khởi lên, sau đó thì mình lại cố ý là gạt nó đi, quên nó đi, xong rồi lần sau nó lại khởi lên, rồi sau đó mình lại cố gắng thuyết phục, mình lại cố gắng dùng mọi cách để giải tỏa nó đi, một cái nỗi buồn xấu đi, khổ yêu não nó khởi lên, mình lại đi tìm những cái niềm vui khác để giải tỏa nó đi, nhưng mà không bao giờ nó hết. Từ ngày này sang ngày khác, mình càng lớn lên thì những cái tiền não nó càng nhiều hơn, mình càng già đi thì nó lại còn nhiều hơn nữa. Tức là cái người đấy mình không thấy, mình không biết nó từ đâu nó sinh lên, cái gốc rễ nó ở đâu. Vậy thì bây giờ vì những cái người không thấy, không biết, nhưng mà không hiểu biết về tâm, người ta không biết triệt tiêu nó từ gốc rễ, cho nên là nó không bao giờ diệt trừ được nó. Vậy thì cái người nào phải biết được từ cái gốc rễ của cái tâm này nó sinh lên từ đâu thì lúc đấy mới diệt trừ được nó. Người trí thì biết được những cái sự sinh khởi của tâm, biết được những cái sự đoạn diệt của tâm và biết được những cái cách thức mà đưa đến đoạn diệt tâm, thì người đấy sẽ phòng hộ được những cái tâm này, do tâm có phòng hộ, có cái sự đề phòng thì người đó sẽ có được cái sự an lạc. Bây giờ cái sự phòng hộ ở đây nó giống như là một cái đội quân mà bị những cái quân địch tấn công, bị những cái quân địch nó tấn công, thì những cái đội quân này muốn được an toàn mình đóng hết các cái cửa thành lại, làm cho quân địch nó không có thể là tấn công vào trong thành được. Vậy thì bây giờ một cái người mà không biết rằng là quân địch nó từ đâu nó đến, sao nó cứ vào nó làm hại mình, và một cái người trí thì biết được là đây là cái đường đi của quân địch và hãy ngăn chặn nó. Cũng như vậy thì với một cái người phòng hộ tâm thì phải biết được là những cái tâm bất thiện nó từ đâu nó đến, nó đi vào bằng cách nào, nó đi vào bằng cái cửa nào. Vậy thì bây giờ mình hãy đóng cái cửa đấy lại để cho những cái bất thiện đấy nó không đến, thì đấy gọi là cái phòng hộ. Thì phòng hộ bằng cái cách là đó là mình luôn luôn giữ cái chánh niệm, phòng hộ tháp căn thì để cho nó không có bị khi mà nó tiếp xúc với các cái cảnh trần nó không có sinh ra cái đám nhiễm. Vậy thì cái sự phòng hộ là vẫn là phòng hộ ở trên các cái căn, nhiếp phục tâm là nhiếp phục các cái căn. Khi các căn được nhiếp phục nó trở nên thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh. Các căn nó nhiễm ô, tức là nó bị các cái cảnh trần nó tác động vào thì tâm sẽ nhiễm ô. Và để mà phòng hộ được tâm thì còn một cách nữa, đó là chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai hiểu phục được tâm thoát khỏi ma trói buộc. Thế bây giờ cái giặc cướp của bên ngoài nó quá là mạnh, mà cái sự phòng hộ của mình yếu quá thì sao? Sự phòng hộ của mình yếu quá thì mình phải bỏ chạy. Thế mà chạy xa, chạy thì chạy đi đâu? Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu. Bởi vì cái điều này thì Đức Phật đã thấy được rằng là một cái người sống ở cái cảnh ô nhiễm thì cái tâm nhất định sẽ ô nhiễm, không thể nào mà thanh tịnh được. Dù cái người đấy có phòng hộ đến mấy, nhưng mà trước một cái cảnh mà ô nhiễm rất là lớn ở bên ngoài thì người đấy cũng không thể nào mà có thể an nhiên tự tại, giữ được cái tâm của mình nó định tĩnh an tịnh được. Thế nên là mới cái vấn đề là phải lánh xa cái cảnh trần, tức là xa lánh cảnh trần, phải đến một cái cảnh thanh tịnh, một cái cảnh nào mà nó thanh tịnh, nó giảm bớt những cái cảnh trần bất thiện để đi, thì cái tâm của mình nó mới trở nên an tịnh được.
Ví dụ như là mà một cái người bình thường mình sống bên một cái người rất là phiền não hay gây sự và thích tức là làm cho cái tâm bị động, bị náo động. Và cái lúc đấy dù cái người đấy muốn khởi lên cái tâm từ, muốn không có bị động tâm bởi những cái người đó, người bên cạnh, nhưng mà mình có lúc chế ngự được và có lúc không chế ngự được, thì cái cách là mình phải tránh xa, tránh xa một cái cảnh trần này, hay là cũng như vậy một cái cảnh thả ái hấp dẫn ở bên ngoài. Nếu như mà mình cứ nghĩ rằng mình sẽ giữ cái tâm thản nhiên, nhưng mà vì cái cảnh đó cứ tiếp xúc thường xuyên và mình sẽ khởi lên cái tâm tham đắm đối với cảnh đấy, thì đó cũng là cảnh cần phải tránh xa. Thì đấy là những cái cảnh ô nhiễm. Ô nhiễm là những cái cảnh gì làm cho tâm mình bị sân hận, đấy là ô nhiễm. Những cái cảnh gì làm cho tâm mình bị tham đắm, đó là ô nhiễm. Những cái cảnh gì mà nó làm cho tâm mình trở nên phóng dật, ưa thích cái sự phóng dật, thì đó là cái sự ô nhiễm. Bởi vì ở thế gian nó có những cái cảnh mà nó náo động, nó làm cho tâm mình bị náo động. Vậy thì đến một cái cảnh mà không có sự náo động, đến một cái cảnh mà nó không có cái, nó không có những cái sự mà nó làm cho mình buồn phiền, đến một cái cảnh mà nó không có cái mà nó làm cho mình bị đắm nhiễm, thì đấy là cái cảnh thanh tịnh. Ví dụ như là một cái người sống ở một cái nơi đô thị, ở một cái nơi nó ồn ào thì cái tâm nó cũng bị động. Một cái nơi đấy nó có nhiều cảnh đẹp ưa thích thì nó cũng nhiều khởi lên cái đắm nhiễm. Ở cái nơi đấy nó có nhiều cái mà nó làm cho mình không như ý thì nó làm cho mình buồn phiền, thì đấy là cảnh ô nhiễm. Và tránh sang được cái cảnh đấy, tức là đến được một cái nơi thanh tịnh, là cái nơi không có những cảnh như vậy, thì đấy là tránh những cái cảnh mà thì tâm của mình cũng đã an nhiên được một phần. Giống như là một cái người khi mình sống ở bên ngoài có cái sự tiếp xúc với nhiều cái cảnh khác nhau, với nhiều những cái người khác nhau, với nhiều cái môi trường khác nhau, tâm tham sân si nó khởi lên. Và đến một lúc nào đó mình đi vào trong rừng sâu, giữa bốn bề của mình chỉ có là cỏ cây, đất trời và không có những cái cảnh đấy, mình sẽ cảm thấy cái tâm nó thanh thản, mình sẽ cảm thấy cái tâm nó an nhiên. Thì đấy là một cái cảnh nó đã làm cho cái tâm của mình nó được cái sự thanh tịnh, nó đã thanh tịnh được một phần. Thì đến cái cảnh thanh tịnh này, mình muốn phát triển tâm, mình muốn điều phục tâm, mình muốn làm cho cái tâm của mình nó trở nên cao thượng hơn, nó sẽ dễ dàng, nó sẽ dễ dàng hơn là khi mà mình ở một cái cảnh mà nó không có được cái điều thuận lợi. Tức là mình ở một cái cảnh ô nhiễm mà muốn điều phục tâm sẽ rất là khó điều phục. Nhưng nếu mà đến một cái cảnh thanh tịnh để mà điều phục tâm thì rất là dễ dàng. Thế vậy cho nên là khi xưa Đức Phật chưa thành đạo, khi Ngài còn là Bồ Tát, lúc đấy Ngài làm vua, nhưng mà vì ở sống ở trong cái kinh thành nó có quá nhiều những cái cảnh trần khả ái hấp dẫn, thì lúc đấy Ngài có muốn tu tập, Ngài không thể nào chứng đắc được một cái pháp gì. Nếu như Ngài lúc đấy mà không có từ bỏ cái kinh thành đấy để đi vào trong rừng sâu để tu tập, thì Ngài không thể nào mà giác ngộ, Ngài không thể thành Phật được. Vậy nên tức là Ngài đã bỏ xa, chạy khỏi cái cảnh lục trần ở bên ngoài và đi đến một cái cảnh thanh tịnh. Từ cái cảnh thanh tịnh đấy, Ngài phát triển cái sự thanh tịnh ở cái mức sâu sắc hơn nữa và đạt được đến cái mức thuần tịnh. Tức là khi mình đã đến một cái cảnh thuận lợi rồi, mình sẽ tiếp tục tu tập thì cái tâm của mình nó thanh tịnh và đạt cho đến cái mức thuần tịnh. Tức là với cái tâm thuần tịnh siêu nhiên vững chắc bất động thì vị đấy mới hướng tâm đến những cái pháp cao thượng hơn, như là đến được những các cái sự thật của tất cả các pháp, để mà thấy được các cái pháp như nó thật sự là nó, nhưng mà thấy được hiện tính vô thường của vô ngã của các cái pháp chân đế đấy,
thì là phải có được cái tâm mà nó thanh tịnh tuyệt đối, thì sau đó thì đi đó mới phát triển được cái trí tuệ, và phát triển được cái trí tuệ đạt đến cái mức giác ngộ tuyệt đối rồi thì lúc đấy vị đó có thể tiếp xúc với cảnh trần bằng một cái tâm vô nhiễm. Tức là khi mà chỉ khi nào vị đó đạt được cái sự vô nhiễm tuyệt đối rồi thì vị đó sẽ tiếp xúc mà tâm không còn bị nhiễm. Lúc đấy đạt được cái tâm bất động. Khi đạt được cái tâm bất động rồi thì lúc đấy không còn cái cảnh gì mà có thể làm dao động được vị đấy nữa, thì lúc đấy vị đó mới được gọi là thoát khỏi cái sự trói buộc của ma. Mà tức là cái xiềng xích của cái ngũ dục trần cảnh nó trói vào các cái căn của vị đấy. Cái xiềng xích thì nó trói chân, nhưng mà các cái cảnh trần nó trói mắt, trói tai, trói mũi, trói lưỡi, trói thân, trói ý của cái vị đấy mà. Vị đó đi là vị đó thoát ra khỏi cái cảnh này. An tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính như rũ động, trí tuệ không biên thành. Tâm mà không biết an trú, tức là tâm của mình nó không biết trú ở một cái gì đó, hay là nó giống như là một cái con vật hoang mà nó không có nhà, hay là một cái người mà không có nhà cửa để ở, tức là cái người này không có một cái nơi trú ẩn an toàn, thì cái người đấy có thể sẽ bị gặp nguy hiểm bởi cái thời tiết nóng lạnh. Vì đấy có thể gặp những cái sự nguy hiểm bởi những cái loài ác dã thú đạo tặc, hay là rất nhiều những cái nguy hiểm khác đang rình rập chờ. Đấy là về thân mình không có nơi trú ẩn, nó có sự nguy hiểm của nó. Tâm cũng vậy, nếu như cái tâm của mình nó cứ đi lang thang, nó cứ đi chỗ này, nó đi chỗ kia, nó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nó không có chịu an trú, có nghĩa là mình ngồi đây, nhưng bây giờ mình thử xem tâm mình nó đang ở đâu. Nó có ngồi đây hay nó đang đi lang thang ở chỗ khác. Mình có thể giữ cho cái thân của mình thì dễ, nhưng mà giữ được cái tâm thì rất là khó. Thì cái tâm nó cứ hay đi lang thang, nó cứ suy nghĩ chuyện này một tí, suy nghĩ chuyện kia một tí, nó cứ năng sang như vậy để nó, thì nó sẽ rất là dễ đi vào bẫy, đi vào cạm bẫy. Thế thì cái tâm nó cứ đi lang thang, nó gặp cái cảnh này, nó nghĩ đến cái cảnh kia, thì nó gặp nó nghĩ đến một cái cảnh sân, là nó sân thân nó khởi lên, thì đấy là nó đã bắt đầu đạt vào bẫy rồi. Nó mà nghĩ đến một cái cảnh tham dục và nó bị đắm nhiễm bởi cái cảnh tham dục đấy, thì nó sẽ bị siết chặt ở trong đấy, bị trói buộc ở trong đấy. Vậy cái tâm không an trú là vậy, là cái tâm nó không chịu đứng yên một chỗ, nó không chịu ở một chỗ, nó cứ thích đi năng sang. Thì là cái người nào mà cái tâm năng sang thì cái người đấy sẽ thích đi năng sang, còn nếu người nào mà tâm an trú thì cái thân nó cũng thích an trú là như vậy. Cái người cứ thích đi đây thích đi đó là do cái tâm nó xu khiến nó đi để nó được thấy nhiều cảnh, và nó cứ ưa thích với nhiều cái cảnh đấy, nó đi như thế thì nó sẽ rất là dễ say đắm say mê đối với những cái cảnh đạt, và nó sẽ không muốn trở về nữa. Thì cái đấy được gọi là cái tâm không an trú. Tâm không an trú là nó có năng sang như thế, năng sang là nó cứ suy tư đến nhiều cảnh khác nhau, hay là nó thích đi tiếp xúc với các cái cảnh khác nhau. Thì cái tâm không an trú, tức là cái tâm mà không có tu tập, không có trú tâm, hay là không có chánh niệm tỉnh giác, ý là một cái người không có một cái pháp môn nào để tu tập tâm, không là một cái người sống hoàn toàn để cho cái tâm nó đi theo cái bản năng một cách tự nhiên. Gặp cái cảnh sân thì nó sân, gặp cái cảnh tham thì nó tham, gặp cái cảnh phóng dật thì nó phóng dật, gặp cái cảnh như thế nào thì nó khởi lên cái tâm như thế vậy, thì đấy là cái tâm không an trú, nó có thể sinh lên bất cứ một cái trạng thái nào. Thì cái tâm không an trú đấy thì nó sẽ là một cái tâm rất là yếu đuối, tức là một cái tâm rất là yếu ớt. Của cái tâm đấy nó sẽ giống như là một cái gương mà nó bị bụi bặm che phủ, và nó không thể nào soi sáng được, hay là một cái người bất cứ một cái viên ngọc nào mà nó bị nấm nem sầy xước thì nó không có tỏa sáng. Cho nên là một cái tâm không an trú thì nó không thanh tịnh, nó không trong sáng. Nó không trong sáng thì nó không thấy được các pháp. Cái tâm nó giống như mặt trời,
Nếu như mặt trời mà bị mây che thì nó không tỏa sáng. Cũng vậy, nếu như một cái tâm mà nó có quá nhiều những cái phiền não tham sân si thì nó bị che lấp mất cái ánh sáng trí tuệ. Thì khi mà nó bị che lấp như thế thì nó không thấy được những cái pháp thâm sâu của diệu, đó là những cái pháp chân đế cao siêu. Thì những cái diệu pháp ở đây đó là những cái pháp thủ thắng, những cái pháp cao thượng, như là một cái vị đấy sẽ không thể nào mà có được một cái tâm thanh tịnh ni dục là một cái pháp cao thượng, hay là đi dài có thể thấy được những cái tính sinh khởi tính đoạn duyệt của các pháp, hay là vì nó có thể thấy được các cái nhân duyên, hay là vì nó có thể thấy được cái sự vô thường ở trên các pháp đấy. Tức là vì nó không thấy được các cái pháp cao thượng, nên thì cái tâm của vị đó họ luôn luôn ở trong cái sự phiền não, các cái triển cái nó che lấp, thì vị đó không thấy được những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh, như là vị đó có thể thấy được cái bốn cái sự thật, hay là tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế đấy thì còn là diệu pháp tâm tử sắc pháp niết bàn, là những cái bốn cái pháp chân thật. Mà cái người mà tâm không an trú thì tích tín cũng sẽ bị rúng động, tích tín bị rúng động ở đây có nghĩa là vị đó có thể vị tạo được những cái phước này, vị đó vì có những cái đức tin tạo được những cái phước này, nhưng mà vị đó không có giữ được những cái phước này đấy, vì cái tâm của vị đó phóng dật dao động. Vì cái tâm phóng dật dao động đấy có thể nó sẽ làm cho những cái mình đã tu tập được một chút công đức, hay là mà một cái chút những cái hạnh cao thượng nào, thì một thời gian sau nó tiêu tan hết. Ví dụ như là bây giờ một cái người mình có cái đức tin, mình muốn tu tập, muốn làm những cái thiện pháp, nhưng mình không có an trú, tức là cái tâm của mình không tu tập và nó phóng dật, nó chạy theo những ngoại cảnh bên ngoài nhiều, thì đến một lúc nào đấy thì những cái tâm thiện nó không khởi lên nữa, mà nó toàn khởi lên cái tâm bất thiện. Khi mà cái tâm của mình nó đã thuần hướng sang những cái pháp cực trần, nó bị đắm nhiễm về cái pháp cực trần, và lúc đấy nó sẽ xa lìa những cái thiện pháp, nó không còn ưa thích làm thiện pháp mà nó ưa thích chạy theo những cái pháp bất thiện. Đấy là cái tích tín bị đúng đâu. Nếu mà một cái người có tu tập tâm thì những cái thiện tâm càng ngày nó mới càng mạnh lên, và lúc đấy mình sẽ dần dần nhàm chán với những cái pháp gọi là thế tục, những cái pháp tục trần ở bên ngoài, và mình sẽ ưa thích những cái pháp giải thoát, những cái pháp cao thượng. Thì cái người mà có được cái sự tu tập tâm, có cái an trú tâm, làm cho tâm được định tĩnh thuần tịnh, thì cái đấy sẽ phát triển được cái trí tuệ, và cái trí tuệ của vị đó sẽ giác ngộ ra được các sự thật, vị đó mới có thể tự tại giải thoát khỏi những cái khổ đau ở hiện tại, và giải thoát khỏi khổ đau ở tương lai. Thì cái trí tuệ là nó đi đến cái sự giải thoát như thế, đó là trí tuệ được viên thành. Như là tâm không tràn đầy dục, tâm không hận, không phán đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ địch thì không sợ hãi. Thì với một cái tâm mà không có tham dục, một cái tâm không có sân hận, một cái tâm không có thiện và không có ác, thì đấy là một cái tâm tự tại nhất, một cái tâm an vui nhất. Thì trong cái tâm mà không có dục thì nó là cái tâm thanh tịnh, mà tâm không có sân thì là cái tâm đấy có đầy lòng từ ái. Nhưng mà bây giờ thì có một cái tâm mà không thiện không ác, có thể cái tâm này là tâm gì? Có một cái tâm mà tại sao mà nó không thiện mà nó không ác? Ví dụ như là khi bây giờ mình làm phước, mình làm phước như là mình bố thí, cúng dường, cúng giới, cúng tập thiện, thì đấy là tâm thiện hay tâm bất thiện? Thì đương nhiên đó là tâm thiện. Hay là bây giờ một cái người
mà mình làm những việc như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì đấy là tâm bất thiện. Vậy thì nó có tâm thiện, có tâm bất thiện. Và bây giờ một cái người tu tập tại sao phải đoạn cả thiện lẫn ác? Cái người mà tu tập đến cái mức mà mình có thể đoạn luôn cả thiện và ác là làm sao? Bây giờ mình đoạn thiện có nghĩa là mình sẽ không làm phước rồi, không bố thí, không cúng dường, không cung kính, không có tu tập rồi. Thì đấy là đoạn thiện. Xong là còn đoạn ác là mình không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, và chỉ lúc đấy mình làm cái gì? Chỉ ngồi ở nhà mỗi bữa ăn thì ngủ về lại ăn, thì lúc đấy thì nó thành tâm gì? Có phải tâm không thiện không ác? Bây giờ có ai trong này có ai biết tâm không thiện không ác là tâm gì? Đoạn vậy thì đoạn thiện là làm sao? Đoạn ác thì mình hiểu như đoạn thiện. Người thì ở đây là cái tâm thiện là một cái người làm việc thiện mà còn thấy mình làm việc thiện, còn ưa thích việc và mình còn có cái sự ưa thích với việc thiện nào thì đấy là cái tâm có thiện. Ví dụ như là một cái người đấy làm một cái việc phước thì đó, mình giữ giới, mình thấy là có ta giữ giới, mình bố thí thì mình còn thấy cái ta bố thí, xong là mình còn ước muốn hưởng thụ những cái phước này, sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, thì đấy là cái tâm thiện và nó vẫn còn tham ái với cái tâm thiện. Tức là một cái người làm thiện mà còn tham ái hay là còn ngã mạn với cái việc thiện của mình là ví dụ như là mình làm một cái việc thiện mình có những khoe khoang là tôi làm một cái việc đấy quý báu, tôi đã làm việc phước thiện ủng hộ quần đồng bào những người khổ đau, tôi nhiều công đức lắm, tôi cũng làm nhiều, tôi nhiều công đức lắm, tôi tu tập mà giới định tuệ nhiều, tôi nhiều công đức lắm. Thì khi nào mình có thấy có cái tôi ở trong đời thì lúc đấy là chưa đoạn được cái tham ái với cái điều thiện đấy. Vậy thì một cái người khi mà đoạn trừ được cái tham ái thì nó sẽ thấy tất cả đoạn trừ luôn cái chấp thủ và cái tham ái của mình, vì đó không thấy có cái ta, không thấy có không tham ái với cái việc thiện của mình làm nữa. Thì cái lúc đấy còn là đoạn được cái thiện ác. Ví dụ như là bây giờ bất cứ một cái người nào đó mình làm một cái việc gì mình vẫn còn thấy có mình làm hay chỉ có một cái bậc mà không còn cái tưởng về ngã ấy, tức là mất hẳn cái ngã tưởng ấy. Về cái thì lúc đấy mới được gọi là đoạn tuyệt mọi thiện ác. Vì cái đó chỉ có bậc an là hàng, chỉ có bậc an là hàng mới là cái bậc đã đoạn tuyệt được cái tham ái về cả điều thiện và điều bất thiện. Là cái gì là sẽ đoạn tuyệt được cái tham bất thiện và cũng đoạn tuyệt được cả cái sự tham ái tính mắc với điều thiện, thì đó mới thật sự là cái người đoạn tuyệt mọi thiện ác. Thì cái tâm của một cái vị a la hán thì đó nó ví dụ như một cái người phàm phu hay một bậc thánh hiếm học làm một cái việc gì đó nó sẽ khởi lên làm một việc thiện, nó sẽ khởi lên tâm thiện. Ví dụ như một người phàm phu và bậc thánh hiếm học khi bố thí nó sẽ khởi lên cái tâm thiện dục giới, khi hành thiền nó sẽ khởi lên tâm thiện sắc giới. Nhưng mà một cái bậc thánh thì có thể khi mà một cái bậc chứng ngộ niết bàn vì đó có thể làm cũng làm những cái việc đấy như một thánh an hán bố thí, nhưng mà vì đó không khởi lên tâm thiện, nó cũng không khởi lên tâm bất thiện, vì đó giữ giới tu tập giới định tuệ nó không khởi lên tâm thiện và không khởi lên tâm bất thiện, mà cái tâm của vị nó chuyển thành một cái dạng tâm đó có thể là cái tâm duy tác. Duy tác có nghĩa là nó chỉ có cái sự tạm tác mà nó không có nhân không có quả. Tức là khi mà mình nó có cái tâm thiện hay tâm bất thiện thì nó là có nhân và có quả. Cái bất thiện nó sẽ để lại nhân và nó cho quả khổ đau, cái tâm thiện nó cũng để lại nhân và nó sẽ cho cái quả phước báo và tương lai. Còn cái tâm duy tác nó không để lại cái quả báo gì hết, vì nó là nhưng không có quả, bất cứ một cái hành động nào đó cũng không để lại quả, thì đó là một bậc a la hán. Bất cứ một cái hành động nào cũng không để lại quả. Và các bậc thánh như lưu nhất lai bất lai thì chỉ khi nào những vị đấy an trú vào trong cái tầng thiền siêu thế của mình thì những vị đấy
là những cái người đang tạo những cái nhân duy ta, tức là chỉ có nhân mà không có quả. Ví dụ những cái có những vị tu chứng được các cái đắc quả dự lưu, vì đó quán cái tánh vô thường khổ vô ngã, thì danh sắc nó sinh diệt, thì nó trú trên những cái trạng thái tịnh lặng của niết bàn, hữu dư duy, thì trong cái lúc đấy cái vị đấy là ở trong một cái trạng thái không thiện không ác, thì đấy là đoạn thiện và đoạn ác. Thì chỉ có một người nào chứng đến niết bàn thì đó mới không mới ở cái mới ở trong một cái trạng thái tâm không thiện không ác, còn lại thì mình thường ở trong một cái trạng thái là thiện hoặc là bất thiện. Thì cái người mà cái bậc đoạn tuyệt mọi thiện ác là cái, cũng là một cái bậc có trí tuệ giác ngộ, hay là cái bậc đã thức tỉnh. Cái bậc đấy không còn sợ hãi. Tại sao cái bậc đấy không còn sợ hãi? Không sợ gió bão này, không sợ cọp này, không sợ voi này, không sợ hổ, không có sợ sư tử này. Tại vì nó có thể an nhiên trước những cái bầy thú. Đấy là sợ trước cái gì? Thì một cái bậc mà an nhiên tự tại như vậy thì không có nghĩa rằng là cái vị đó không có những cái tâm từ. Những cái bậc đấy thì tâm từ cũng rất là mạnh, và những cái vị đấy với cái tâm từ của mình thì vẫn có thể cảm hóa được cả những cái loài hung dữ. Những cái vị đấy có thể là sống bên những cái loài hung dữ mà vẫn không bị hại bởi vì cái tâm từ của cái vị đấy, hoặc là những cái vị đấy có thể tự tại được trong khi mà vị đó sống ở giữa thế gian có nhiều những cái ác bất thiện pháp. Những cái vị đấy sống mà nó tự tại, tức là nó không có nhiễm những cái cảnh trần giống như hoa sen mà bọn nên từ bùn mà không nhiễm bùn, vì nó có thể sống ở giữa thế gian có rất nhiều những cái ác, những cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện đó là những cái tham sân si ở thế gian, nhưng mà bị hay là những cái sự hấp dẫn, hay là những cái sự ưa thích và những cái không ưa thích ở thế gian, nó không có làm cuối động được cái tâm của cái vị đấy, thì cái vị đấy là một cái vị không còn sợ hãi, là cái vị an nhiên tự tại. Vậy thì cũng có nghĩa là vị đó như là một cái người bình thường có thể sợ già, sợ bệnh, sợ chết, nhưng mà cái vị đó không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết, không sợ được, không sợ mất, không sợ yêu, không sợ ghét, không sợ ghen, không sợ chê. Thì đấy cũng là một cái bậc tự tại trước những cái ác, những cái bất thiện ở thế gian này. Như vậy thì những cái bất thiện ở thế gian ở đây chính là cái được mất, hơn thua, ghen chê, yêu ghét ở thế gian, nó không còn có thể đe dọa được cái vị đó nữa. Và tiếp theo là biết thân như đồ gốm, chủ tâm như thành trì, chống ba đối gương trí, những chiến thắng không tha. Thì một cái bậc có trí tuệ thì vị đấy thấy cái thân này nó không có bền vững, không chắc chắn, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ bị hủy hoại, cho nên vị đó không có tham đắm với thân. Cái thân này nó sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, mình không có nương tựa ở cái thân này mãi được, cho nên mình không có chú trọng vào chăm sóc cái thân này nhiều. Và cái thân già bệnh chết này sinh rồi là vị đó biết là cái thân người khác nó cũng già bệnh chết, cho nên là không lấy cái già bệnh chết đi tầm cầu cái già bệnh chết. Bởi vì cái mà vị đó cầu đó là cái sự mà nó có cái sự nương tựa bền vững lâu dài, thì cái sự chú tâm như thành trì, tức là vị đó chỉ có thấy cái tâm được an trú ở trên một cái pháp cao thượng, trên một cái pháp thượng nhân, đó mới là một cái nơi một cái tâm của mình nó có thể an trú. Thì cái tâm an trú ở đấy chính là an trú ở trong cái tâm có trí tuệ. Cái tâm có trí tuệ là nó luôn luôn phân tích, phân biệt được những cái pháp, những cái sự thật của các pháp. Ví dụ như là vị đó chú ở một cái pháp là thấy tất cả mọi thứ chỉ là danh sắc, hay là thấy mọi thứ là chú trên cái pháp sinh diệt, luôn luôn thấy
tất cả những cái pháp hinh vi là những cái gì thuộc về vật chất ở thế gian này nó sinh lên nó phải diệt đi, tất cả những cái gì thuộc về tinh thần ở thế gian này nó luôn luôn nó sẽ diệt đi, vì nó luôn luôn thấy mọi thứ là sinh diệt như vậy, cho nên là không có cái gì nó tồn tại, không có cái gì nó là vĩnh hằng, cho nên vì nó không tham đắm với cái gì, không chấp thủ với một cái gì thì vì đó không bị đắm nhiễm một cái gì đó, là vì đó chú tâm như thành trì chống ma với ương trí, tức là những cái ma đã đục ra nó không thể khởi lên, thì vì đó là một cái bậc chiến thắng, là một cái bậc chiến thắng với cái tham dục, với các cái trần cảnh của mình. Thì không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì đấy là một cái bậc có trí tuệ, thì quán về cái sự chết, thì quán về cái sự giả tạm của cái thân này như vậy. Cái thân này sẽ muộn nó cũng sẽ bị hủy diệt. Và khi chết rồi nó không còn tác dụng gì, nhưng mà ở thế gian thì những cái người mà sống mà vì cái thân này thì nhiều, mà sống vì cái tâm thì rất là ít. Tức là mình có thể chăm sóc cho cái thân, phục vụ cho cái thân, và sống một cuối cuộc đời của mình vui buồn sướng khổ cũng chỉ vì cái thân. Và cái thân này nó cực khổ, nó cũng là vì quá yêu quý nó, vì yêu quý nó mà mình lại không thể làm cho nó không già không bệnh không chết được. Vậy thì cái già bệnh chết nó vẫn đến, dù mình có chăm sóc nó bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thế. Nhưng mà nếu như mình để thời gian ra mình chăm sóc cái tâm thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Vậy thì khi chết thì thân này nó chết nhưng mà tâm này nó chết không? Tâm nó sẽ ra khỏi cái thân này, nhưng mà nó sẽ có một cái thân khác, nó sẽ sinh lên bởi một cái thân khác, nó có một cái thân mới, bỏ cái thân cũ này đi, xong rồi nó lại có một cái thân mới này khác, chết thì mình sẽ tái sinh vào một cái cõi sống khác. Vậy nếu như người nào mà được chăm sóc cái tâm nhiều thì đời sau mình sẽ có được cái thân tốt, được cái tâm tốt. Còn nếu mình mà cứ chăm sóc thân mà không chăm sóc cho tâm thì sau này mình sẽ mang một cái tâm là yếu ớt, để đem một cái tâm mà nó có nhiều cái sự bệnh tật nên nó đi đến một cái kiếp sống khác thì nó cũng có rất là nhiều những cái sự khổ sở như vậy. Thì đấy là những người quán được như vậy để không có tham đắm tham ái và chấp thủ vào cái thân này quá nhiều. Là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Thì ở trên đời này thì nó có cái nỗi khổ, có cái nỗi khổ như là những cái oan trái, những cái oan gia mà gặp nhau. Oan gia mà gặp nhau thì sẽ luôn luôn hành hạ nhau, làm khổ cho nhau. Thì cái cuộc sống mà mình luôn luôn phải sống với những cái người oan trái thì cũng là một nỗi khổ. Nhưng mà cái nỗi khổ đấy là so với cái tâm hướng tà thì nó không bằng. Tâm hướng tà là cái gì mà nó ấy còn nguy hại hơn là kẻ thù gặp kẻ thù oan gia. Cái tâm hướng tà. Tâm hướng tà ở đây có nghĩa là cái tâm của mình nó có một cái sự hiểu biết sai về một cái gì đó, và mình chấp vào một cái sai mình cho là đúng, tức là cái pháp, cái sai mình cho là đúng, và cái đúng thì mình cho là sai, tức là chân thật thì mình lại thấy là không chân, những cái gì mà không chân thì tưởng nó là chân thật, thì đấy là cái sai mình cho là đúng, và cái đúng mình cho là sai. Ví dụ như là bây giờ một người chấp rằng là chết rồi là hết, không còn đời sau, không còn tái sinh, thì đấy là một cái tâm này đã hướng vào một cái điều sai trái. Vì nó nghĩ là không có đời sau, không có nhân quả, tức là làm việc này không có cái quả báo tốt đẹp, làm việc khác sẽ không có cái quả báo an lành, an vui. Thì cái người đấy là cái người tâm hướng tà như vậy, và cái người đấy sẽ không có
không có làm bất cứ cái điều tốt đẹp này, cái niệm đấy cứ chấp giữ vào cái tà kiến đấy. Hoặc là cũng có cái người thì chấp giữ vào những cái tà kiến khác, như là muốn được an vui thì cần phải cầu xin, và làm hài lòng những cái vị thần linh nào đấy, cho nên là cái vị đấy sẽ đi cung phục, đem luôn cái tâm phàm tục của mình gắn vào trong cái tâm của các bậc thần linh, để cứ nghĩ là mình thích cái gì thì các vị thần thích cái đấy, mình phải cung phục cho các vị đấy. Những cái mình thích, thế mình thích tiền thì đem tiền để cúng cho thần, mình thích ăn ngon thì mình đem thức ăn ngon để cúng cho thần, rồi là mình là thích đàn hát thì đàn hát cho thần nghe. Rồi mình tin rằng là những cái vị đấy sẽ bảo vệ mình, sẽ hỗ trì cho mình, thì đấy nó gọi là tâm hướng tà. Tâm hướng tà là mình luôn luôn tin vào những cái điều sai trái như vậy. Thì cái tâm hướng tà như vậy chấp thủ vào cái tà kiến, cái người đấy sẽ đánh mất cái chánh kiến, hay là đánh mất cái chánh trí, đánh mất cái trí tuệ của mình. Thì cái người đấy thì sẽ rất khó có thể sinh ra cái cảnh giới an lành an vui được. Vì gì ạ? Một cái chúng sinh khi đã đi tái sinh, đi tiếp tục sinh thì cái chúng sinh đấy nếu đi tục sinh về một cái cõi lành là do một cái tâm chân chánh, đi tục sinh về một cái cõi dư cõi khổ đó là do một cái tâm tà hay là một cái tâm bất thiện tà kiến nó sẽ khởi lên. Vậy thì một người ta có thể chết vì cái sự oan trái, chết vì cái oan gian, nhưng mà trong tâm người ta không có tà, người ta vẫn có thể tái sinh về cái cõi này, hay như là người sinh thiên giới. Và những cái người đấy người ta còn có thể giáo dục được, người ta có thể tiếp thu những cái điều thiện này, và người ta có thể tiến hóa được đến cái sự giải thoát, tiến hóa được đến cái giác ngộ. Còn một cái người mà đã chấp thủ vào một cái tà kiến, cho cố chấp vào những cái điều sai trái, thì cái tâm tà kiến nó cứ sinh khởi lên liên tục. Hoặc là vì đó sẽ chìm đắm ở những cái cõi khổ, ở những cái đoạn xứ, từ đời này sang đời khác. Và cái người mà chấp thủ tà kiến này thì được Đức Phật ví dụ như con rùa mù mà được thả xuống dưới biển, 1100 năm nó trồi đầu lên và thả một cái khúc gỗ có một cái lỗ hổng xuống, và cái cơ hội mà nó có thể chui được vào cái khúc gỗ là rất là hiếm. Vậy một cái người mà tâm hướng tà cũng vậy, nó sẽ đi lỡ xứ mà cơ hội được sinh lại cõi này cũng rất là mong manh, giống như con rùa mù vậy. Nếu như một cái người có tâm hướng tà nhưng mà nó chưa đến mức mạnh quá, nếu như một lúc nào đấy mà cái tâm hướng thiện chân chánh nó khởi lên thì nó có thể được sinh về cõi này. Nhưng mà cái tà kiến nó mạnh quá, những cái sự tà kiến nó quá mạnh thì những cái đấy sẽ rất khó mà tiếp nhận được những cái pháp chân chánh. Thế là lúc đấy nếu như vị đó sinh ra ở đời mà có giáo pháp của các vị Phật xuất hiện thuyết giảng, có thể vị đó sẽ bác bỏ và không tin theo giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật luôn luôn dạy ngược lại với dòng đời, thì luôn luôn chỉ dạy con người ta phải sống như thế nào, phải tạo được cái gì để làm cho cái cuộc sống của mình nó trở nên sung sướng hơn, hưởng thụ được nhiều những cái dục lạc ở trần gian hơn, và chỉ sống cho tất cả chỉ lo cho cái kiếp sống này, và không có ai lại là hay lo cho kiếp sống tương lai. Thế nhưng mà chỉ có giáo pháp của Đức Phật thì dạy con người ta là phải xa lìa những cái tham dục, xa lìa những cái hưởng thụ, phải lo lắng cho những kiếp sống tương lai, và không quá chú trọng đến cái kiếp sống hiện tại này. Thì đấy là mà một cái người có tà kiến thì họ sẽ chấp thủ vào những cái sai trái, thì họ sẽ không có chấp nhận được cái chánh pháp, cho nên không đạt được chánh trí, và cái dòng luân hồi với cái người mà đi vào cái con đường tà sẽ rất là dài.
nó sẽ rất là lâu dài và không biết đến khi nào mới ra khỏi. Còn cái cho nên là cái tâm hướng tà là một cái tâm nguy hiểm nhất, nguy hiểm hơn cả những cái quan gia thú dữ đặc thù. Nếu bây giờ mình có gặp là thú dữ nó có thể cắn một cái mình chết, nhưng mà chưa chắc mình đã phải sanh vào những cái loại xứ lâu dài như là những cái người đi theo những cái tà kiến, những cái tà pháp, thì tin theo những cái tà pháp về thế gian, vì đó sẽ có cái sự trầm luôn rất là lâu dài. Thì tự nhiên là Đức Phật mới nói là cái tâm hướng tà còn nguy hiểm hơn cả quan gia. Điều mẹ cha bà con không có thể làm được là tâm hướng tránh làm được tốt đẹp hơn. Người trên đời có những cái người mà mình có cái tâm tốt, mình muốn rằng là những người thân của mình, bà con kế thuộc, cha mẹ của mình phải được an vui hạnh phúc. Cho nên là mình sẽ cố gắng làm tất cả những cái điều gì tốt đẹp nhất để cho mình và những cái người thân có cái cuộc sống an vui nhất. Nhưng mà rồi là cái người đấy cứ nghĩ rằng là mình có thể tạo ra được nhiều cái tài sản vật chất nên là mình sống một cái cuộc sống cưng chiều yêu thương đùm bọc những cái người thân thì họ sẽ được an vui. Thì cái điều này nó có thật sự đem lại cái an vui cho người thân không? Mình dù mình có sống tốt đẹp bao nhiêu, dù mình có đem lại những cái điều là thương yêu đến những người thân đến chừng nào thì họ vẫn phải già, vẫn phải bệnh và vẫn phải chết. Thì đấy là mình không thể nào mà điều phục được, không thể làm cho bà con hạnh phúc, không thể đem cái sự yêu thương đùm bọc che chở của mình cho những người thân được bằng cái pháp ở thế gian. Mình không có thể dù mình thì có đem bao nhiêu những cái tài sản vật chất hay những cái tình cảm của mình mà mình có thể làm cho những cái người thân của mình thật sự an vui được. Nhưng có một cái pháp thật sự đem đến an vui, đó chính là cái pháp đó là hướng đến những cái điều chân chánh, hướng đến những cái điều chân chánh, đấy là cái sự an vui nhất. Hướng đến điều chân chánh đó là mình biết cách biết tiếp nhận những cái giáo pháp chân chánh. Ví dụ như là muốn đem những cái điều an vui thật sự nhất đến cho bà con, cha mẹ, đến cho người thân, đó là đem cho mọi người đến với giáo pháp, được hiểu giáo pháp, được thực hành giáo pháp và thành tựu về cái trí tuệ giác ngộ, thì đấy mới là cái điều chân chánh, đấy mới là cái điều tốt đẹp, và đấy mới là cái điều mà mình làm cái cho bà con, những người thân của mình được an vui thật sự. Đây là những người con là thương yêu cha mẹ quá, chăm sóc cho người thân kéo đúc ý ra, nhưng mà làm vật ra đang thoái khóc chết đến đời. Nhưng mà vì cái lúc này là si mê, nhưng mà sau đó thì hiểu ra cái con đường chân chánh đó là thực hành giáo pháp. Tuy là cái thân thể nó tiểu tụy khổ đau một tí, nhưng mà cái tinh thần nó rất là hỷ lạc. Và đó là cái điều mà an vui ở hiện tại và an vui ở tương lai. Còn cái sự an vui ở thế gian thì là giả tạo, nó không thật. Nó mình có đem bao nhiêu những cái điều ở những cái pháp thế gian đến thì nó vẫn có cái sự khổ đau. Nếu như mà đem cái giáo pháp chân chánh đến cho người thân thì mới thật sự là an vui lâu dài, và đó là cái con đường đi đến cái sự an vui tuyệt đối. Hết cái phẩm tâm.